và các bạn, cuối tuần qua các thành viên thuộc câu lạc bộ thuyền hơi phía Bắc đã thực hiện một hành trình đặc biệt mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Các thành viên đã cùng nhau đóng góp mua tặng các vật dụng thiết yếu tới các cán bộ chiến sĩ ở trạm biên phòng Hạ Mai thuộc đồn biên phòng Ngọc Vừng ở vùng biển Quảng Ninh. Thời gian qua, câu lạc bộ thuyền hơi phía Bắc đã thực hiện nhiều chuyến đi tới vùng đảo xa xôi ở ngoài khơi thuộc xã biển Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Theo ông Nguyễn Sơn, chủ tịch câu lạc bộ thuyền hơi phía Bắc, mỗi chuyến đi đều mang nhiều ý nghĩa. Ngoài việc các thành viên được trải nghiệm cuộc sống, nỗi khó khăn vất vả của các cán bộ, chiến sĩ ngoài hải đảo, từ đó thêm tin yêu và trân trọng những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các anh. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng mong muốn đóng góp về vật chất và tinh thần tới các cán bộ, chiến sĩ. Cụ thể, chủ tịch câu lạc bộ thuyền hơi phía Bắc đã phát động phong trào thắp sáng Hạ Mai bằng cách kêu gọi các thành viên đóng góp vật chất và công sức để vận chuyển tặng trạm kiểm soát biên phòng Hạ Mai thuộc đồn biên phòng Ngọc Vừng một máy phát điện Nhật Bản, một tủ đông và 5.000 lít dầu chia làm 3 lần vận chuyển. Câu lạc bộ cũng thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ để tìm hiểu những khó khăn để có thể tiếp tục hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ ở những lần sau. Trước đó, câu lạc bộ cũng đã đóng góp để mua tặng trạm kiểm soát Hạ Mai và các cán bộ phục vụ ngọn hải đăng hay còn được gọi thân quen là nhà đèn, mỗi đơn vị một chiếc thuyền hơi hiện đại để tiện trong sinh hoạt. Các cán bộ chiến sĩ hải đảo đánh giá cao tinh thần cũng như những hành động thiết thực, ý nghĩa của câu lạc bộ thuyền hơi phía Bắc và coi đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh, ý chí để các cán bộ chiến sĩ tiếp tục thực hiện sứ mệnh cống hiến, bảo vệ vùng biển đảo quê hương.